nào cho đúng thì hãy xem hết video ngày hôm nay của Mẹo Dân Gian. Video ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Thứ nhất, huyết áp là gì? Thế nào gọi là huyết áp cao? Thời điểm đo huyết áp tốt nhất. Thứ hai, hướng dẫn cách uống mật ong cho người cao huyết áp. Thứ ba, những lưu ý cho người cao huyết áp. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Huyết áp là áp lực máu tác động lên thành mạch. Áp lực này do lực co bóp của tim và động mạch tạo ra, đảm bảo việc vận chuyển máu tới các mô trong cơ thể. Huyết áp cao có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là đột quỵ. Chỉ số huyết áp được đánh giá là bình thường, cao hay thấp phụ thuộc đồng thời vào hai chỉ số huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm trương thường có giá trị thấp hơn huyết áp tâm thu bởi tim co bóp tạo ra áp lực để di chuyển máu đến toàn cơ thể. Ngoài đo hai chỉ số huyết áp này, bạn cần tính toán độ lệch giữa chúng để đánh giá bạn đang có huyết áp bình thường hay gặp vấn đề. Hơn nữa, huyết áp có thể cao hoặc thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động như hoàn cảnh, điều kiện, cảm xúc. Bạn cần được nghỉ ngơi trước khi đo ít nhất 15 phút, dừng hút thuốc, không uống cà phê, tránh tâm lý căng thẳng, hồi hộp để kết quả đo huyết áp được chính xác và tin cậy. Thời điểm đo huyết áp tốt nhất là vào buổi sáng khi mới thức dậy và trước khi bước ra khỏi giường. Nếu được yêu cầu theo dõi huyết áp nhiều lần trong ngày, bạn nên chọn các thời điểm cố định để dễ nhớ và cũng dễ có căn cứ so sánh. Tuy nhiên, các lần đo đều thực hiện sau khi cơ thể đã được nghỉ ngơi ít nhất 3 đến 5 phút với tinh thần hoàn toàn thoải mái, không nói chuyện trong và giữa các lần đo huyết áp. Tuyệt đối không đo huyết áp sau bữa ăn no hay lúc quá đói, quá mệt, đang buồn tiểu, sau khi hút thuốc hoặc uống cà phê hoặc đang trong tình trạng căng thẳng, nóng giận. Đo huyết áp có thể thực hiện khi ngồi lẫn khi nằm với tư thế thoải mái và điều kiện là vị trí đặt máy đo trên bắp tay hay trên cổ tay ngang với tim. Lúc này, người bệnh nên ngồi ghế có tựa, tay đặt trên bàn hay nằm ngửa tay để xuôi theo thân mình. Đồng thời, không mặc quần áo quá bó hay quá chật, dễ khiến huyết áp tăng giả tạo. Tốt nhất, đo liên tiếp 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 phút và lấy con số trung bình giữa hai lần đo cuối. Đo cùng lúc hai tay và chọn tay có chỉ số huyết áp cao hơn. Một người bình thường nếu có chỉ số huyết áp tâm thu là 120mm thủy ngân và huyết áp tâm trương là 80mm thủy ngân. Người này có sức khỏe tốt, tình trạng lưu thông máu đều, tốc độ bơm máu ổn định. Tuy nhiên, có một vài trường hợp đặc biệt, huyết áp ở trẻ sơ sinh thường khá thấp, song nó không gây vấn đề sức khỏe gì. Phụ nữ mang thai cũng thường có chỉ số huyết áp cao hơn bình thường, nhất là mẹ bầu trên 30 tuổi, đa thai, chế độ dinh dưỡng kém, bị thiếu máu hoặc có tiền sử cao huyết áp từ trước. Những mẹ bầu có chỉ số huyết áp cao cần được theo dõi thường xuyên, phòng ngừa và phát hiện sớm biến chứng tiền sản giật hay sản giật thai kỳ. Theo thông báo của Hiệp hội Tim mạch Việt Nam, một người được đánh giá là cao huyết áp, nghĩa là có chỉ số huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140mm thủy ngân, chỉ số huyết áp tâm trương từ 90mm thủy ngân trở lên. Quý vị có thể theo dõi lên màn hình, sau đó chụp hoặc lấy giấy ghi lại những thông số đang được hiển thị để có thể theo dõi huyết áp của mình một cách tốt nhất. Tiền tăng huyết áp. Huyết áp tâm thu 130-139mm thủy ngân và huyết áp tâm trương 85-89mm thủy ngân. Tăng huyết áp độ 1. Huyết áp tâm thu 140-159mm thủy ngân và huyết áp tâm trương 90-99mm thủy ngân. Tăng huyết áp độ 2. Huyết áp tâm thu 160-179mm thủy ngân và huyết áp tâm trương 100-109mm thủy ngân. Tăng huyết áp độ 3. Huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 180mm thủy ngân và huyết áp tâm trương lớn hơn hoặc bằng 110mm thủy ngân. Tăng huyết áp tâm thu đơn độc. Huyết áp tối đa lớn hơn hoặc bằng 140mm thủy ngân và huyết áp tối thiểu nhỏ hơn 90mm thủy ngân. Huyết áp thường tăng theo độ tuổi nên ngoài chỉ số huyết áp được đo, cần kết hợp với đánh giá yếu tố khác để xác định mức độ bệnh, mức độ nguy hiểm, biến chứng để điều trị và phòng ngừa kịp thời. Hướng dẫn cách uống mật ong cho người cao huyết áp. Uống nước mật ong. Bạn nên lựa chọn nhiệt độ nước tốt nhất là từ 40 đến 60 độ để tránh làm hỏng hoạt chất bên trong mật ong. Tốt nhất, bạn nên uống khoảng 1,5 đến 2 giờ sau bữa ăn để không làm tăng đường huyết đột ngột hay tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. Có thể hấp thu tối đa các thành phần hữu ích. Mật ong kết hợp với vừng đen. Dùng 50g vừng đen và 60g mật ong
nấu chín vừng đen, sau đó giã nát và pha với khoảng 60g mật ong, thêm 200ml nước đun sôi để nguội, khuấy đều và chia làm 2 phần bằng nhau, ngày uống 2 lần, vào sáng sớm và tối trước khi đi ngủ. Lưu ý, người bị cao huyết áp không nên dùng quá 60g mật ong trong một ngày. Nếu bạn cao huyết áp còn bị kèm theo đái tháo đường thì nên lưu ý về liều lượng sử dụng mật ong hàng ngày, giảm số lượng mật ong xuống theo tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên, cao huyết áp không phải là bệnh có thể hết nhanh chóng, nên bạn cần phải kết hợp với thuốc đông y hoặc tây y theo đúng chỉ định của bác sĩ. Những lưu ý cho người cao huyết áp. Thứ nhất, duy trì tâm trạng thoải mái hàng ngày, tránh lo lắng, căng thẳng, tốt nhất là bỏ thuốc lá và kiêng rượu bia. Thứ hai, thường xuyên sắp xếp thời gian, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi trong cuộc sống, đi ngủ sớm và dậy sớm, cố gắng không thức khuya thì sẽ có lợi cho sự ổn định của huyết áp. Thứ ba, vận động phù hợp. Sau khi huyết áp được kiểm soát ở mức bình thường, bạn có thể vận động phù hợp. Nên nhớ, không vận động mạnh, nhất là khi huyết áp không ổn định, để tránh gây ra các biến chứng cấp tính như tim, não và thận. Thứ tư, uống thuốc đúng giờ. Nếu bạn bị tăng huyết áp, phải được điều trị toàn diện thường xuyên. Uống thuốc đều đặn, đúng giờ, không chỉ là kiểm soát huyết áp, mà còn kiểm soát sự xuất hiện của các yếu tố gây tăng nặng tình trạng bệnh, chẳng hạn như lipid máu cao để giảm lipid máu, đường huyết cao. Thứ năm, quan tâm đến huyết áp. Tốt nhất là bạn nên nắm được các chỉ số huyết áp của mình hàng ngày. Việc kiểm tra thường xuyên, ghi chép và quan sát những biến động của huyết áp sẽ giúp bạn phát hiện những dấu hiệu bất thường từ rất sớm, kịp thời khám chữa bệnh nếu có vấn đề xảy ra. Ba loại thực phẩm hạ đường huyết, kiểm soát huyết áp bạn nên biết. Tảo bẹ. Tảo bẹ có tác dụng tốt trong điều trị cao huyết áp. Sau khi phơi khô rễ, có thể nghiền thành bột, dùng cho người bệnh cao huyết áp, pha với nước để uống. Rễ tảo bẹ có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, có tác dụng loại bỏ mỡ trong cơ thể và hạ huyết áp. Táo gai. Táo gai có thành phần giúp tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy co giãn mạch máu, giảm lượng đường trong máu. Có thể ép lấy nước hoặc pha trà, thêm mật ong và uống một lần mỗi ngày sẽ đem tới công dụng hạ huyết áp, kiểm soát đường huyết. Cần tây. Cần tây có tác dụng hạ huyết áp và đường huyết rất tốt. Mỗi ngày sử dụng một ít rau cần rửa sạch, giã nát, khuấy đều với nước sôi để nguội. Sau đó, lọc lấy nước cốt rồi uống. Thường xuyên sử dụng loại nước ép này sẽ cho thấy hiệu quả giảm đường huyết, kiểm soát huyết áp hiệu quả. Trên đây là những thông tin về huyết áp và cách dùng mật ong cho người bị huyết áp cao. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho mình và các thành viên trong gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy chia sẻ video tới người thân và bạn bè của mình để cùng nhau sống vui, khỏe và có ích. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.